Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em cập nhật tình hình cái chậu lan hồ điệp của em. Chậu này là chậu có rất là nhiều con, mà con thì từ một cây mẹ bị thối ngọn. Em thường xuyên cập nhật đó. Hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn quan sát là bộ rễ của nó đã ra rất là nhiều và nó đã bám vào giá thể rồi, rất là đẹp luôn á. Và nó tới ba con và cái ngọn của mẹ hư nó lại tiếp tục mở lá ra. Như vậy là cây lan của mình phát triển rất là tốt. Và nó đã bị một vết. Vết này là do côn trùng chích hút gây hại. Ví dụ như thế là con ruồi vàng á cô chú anh chị. Tại vì dàn lan nhà mình nở nhiều hoa thì nó cũng thu hút ruồi vàng. Cho nên là nó đến nó chích hút. Thì khi mình tưới nước hoặc gặp nước mưa thì nó sẽ bị hiện tượng như thế này. Cô chú anh chị và các bạn xử lý thì có thể cắt bỏ luôn ha. Vì nếu mà mình để thì nó sẽ lây lan nhá. Giống em là chút xíu nữa là em sẽ cắt bỏ luôn. Rồi để mình có thể dùng một miếng bông á. Mình cắt bỏ rồi mình dùng một miếng bông, mình thấm oxy già hoặc cồn vào bông rồi mình thấm vào cái vết thương mình cắt. Như vậy là được rồi. Hoặc là cái lưỡi lam mọi người cắt á, mọi người phải sát khuẩn nhá. Sát khuẩn bằng oxy già, bằng cồn, cái gì cũng được. Trong 2 tuần qua, vì chậu lan này là cứ 2 tuần em cập nhật một lần, thì em có tưới cho nó 2 lần. Một lần là em tưới Org Home kết hợp với Super Rose B1. Đó, cô chú anh chị và các bạn thấy bộ rễ của nó rất là đẹp đúng không ạ? Lần thứ hai là em tưới phân cá bao Ophic kết hợp với lại Cecil. Thì đều là đạm hữu cơ cả, cho nên cây nó phát triển rất là tốt. Bộ lá rất là đẹp luôn. Bộ lá cây con cây này là nói chung là nó mới từ lúc lên tới giờ thì nó mới được khoảng 6 tháng thôi. Tại vì chơi hoa xong á, thì là nó bị thối ngọn, bị hư hết. Cho nên em tiếc quá em trồng lại. Mặc dù như vậy nhưng mà cây con bộ rễ của nó ra rất là đẹp đúng không ạ? Nó bò hết, sắp hết ra chậu rồi. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh của em lâu á, thì mọi người sẽ rất là quen thuộc với cái chậu lan này. Em mới đầu em trồng một cái chậu sứ nhỏ nhỏ thôi. Sau đó em thấy em chỉ hy vọng nó lên được một con, nhưng không ngờ nó lên nhiều con quá thì em bỏ cái chậu sứ ra. Lúc đó rễ nó cũng chưa bám mấy, cho nên là em trồng lại vô đây. Giờ nó đã bám hết vô giá thể của em rồi. Rất là đẹp luôn á. Đó. Vậy là mọi người cứ yên tâm. Những cái cây lan nhà cô chú anh chị mà bị thối ngọn á, thì mình cũng nên xử lý bằng cồn rồi treo chổng ngược lên. Khoảng gần một tháng gì đó, trong thời gian treo chổng ngược thì mình cũng nên tưới nước cho nó. Nếu mình tưới phân kích rễ thì mình cũng nên tưới vào gốc cho nó một xí. Như vậy khi cây lan bắt đầu nảy mầm ra thì mình sẽ tiến hành trồng lại. Mọi người sẽ có một chậu lan đẹp mà mình lại giữ được những cái giống lan mà mình thích. Mình mua nó không hề bị mất giống, hoặc là mình đam mê mà. Đam mê thì là rất là buồn khi những cái cây lan mình sưu tầm về mà bị thối ngọn rồi, nó dẫn đến là thiệt hại đúng không mọi người. Kinh tế cũng rất là quan trọng, nhưng mà mọi người trồng như thế này á, khoảng cuối năm thì cây lan của em sẽ lên được thêm vài lá nữa. Như vậy là Tết sang năm em sẽ có một tác phẩm đẹp. Năm nay dĩ nhiên là cây nó còn nhỏ, em sẽ không kích hoa, để sang năm em kích nó sẽ thành một tác phẩm đẹp. Hoa này là màu vàng công chúa, rất là đẹp luôn á. Màu vàng công chúa. Bây giờ em mời mọi người ngắm màu vàng công chúa nhé. Chính là những cái cây cùng với những cái cây này trồng dịp Tết, bây giờ nó đã nở hoa màu vàng công chúa rất là đẹp. Đó, nếu mà một chậu lan màu vàng công chúa nở rực rỡ thì rất là đẹp luôn. Cho nên là em chúc mọi người thành công nhé. Mùa này á, những ngày mưa dầm á, thì cô chú anh chị và các bạn không nên tưới phân cá. Nhưng những ngày mà ví dụ như 2-3 ngày nó không mưa, mình nên tưới phân cá cho nó. Và tưới phân cá để cho bộ lá đẹp thì mọi người phải xả lại nhé. Xả lại trước 10 giờ. Nếu mình không xả lại thì nó sẽ dẫn dắt côn trùng gây ra chích hút, rồi nó sẽ thiệt hại, dẫn đến lá lan hồ điệp của mình bị đốm vàng đốm nâu. Rồi bây giờ em mời mọi người ngắm màu vàng công chúa rất là đẹp. Dạ đây ạ, đây là màu vàng công chúa, rất là đẹp luôn á. Màu sắc rất là tươi. Nó gần giống như là màu vàng nghệ á. Những cái ngọng hoa mới nó rất là nhiều nụ luôn á. Đó, em trồng lan thì nó ra hoa hết mọi người ạ. Nó không hề bị chột hay là bị gì hết. Thì mọi người đăng ký kênh của em lâu thì mọi người cũng biết ha. Em chia sẻ từ khi trồng tới khi chăm sóc tới khi ra hoa. Tất cả những quy trình chăm sóc của em đều rất là đơn giản. Rồi chúc mọi người trồng thành công những chậu lan đẹp nha.
Nếu video của em hữu ích, có thể mang lại giá trị cuộc sống cho mọi người thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ video. Rồi cảm ơn tất cả mọi người.